Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình có một video chia sẻ cho các bạn về học phần vi sinh vật học thực phẩm. Đây là những câu trắc nghiệm của chương 1, là chương hình thái, cấu tạo và phân loại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần mở đầu và phần cơ bản thôi nha. Đầu tiên, câu 1. Ai là người chứng minh quá trình? Quá trình lên men lactic gây ra bởi vi sinh vật. Vào năm 1860, các bạn nhớ các móc khóa thời gian này thì các bạn sẽ chọn ngay Louis Pasteur. Ai là người đưa ra phương pháp nuôi cấy vi sinh vật bằng hợp lồng vào năm 1887? Các bạn nhớ hợp lồng nha. Hợp lồng là Richard Petty. Petty, các bạn nhớ Richard Petty là hợp lồng. Tiếp theo câu thứ 3, vi khuẩn có kích thước nhỏ bé ở cấp độ như thế nào? Các bạn nhớ đó là cấp độ micromet. Vi khuẩn micromet, còn kích thước của cơ thể virus thì nanomet. Các bạn nhớ là micromet, micromet này là 10 mũ trừ 6 và nanomet này là 10 mũ trừ 9, thì con virus thì nó sẽ nhỏ hơn con vi khuẩn nha. Nhóm vi sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất là nhóm nào? Đó là nhóm Archaea. Cái con Archaea này thì là người ta gọi là con cổ khuẩn. Các bạn thì nó mốt thì người ta sẽ hỏi cổ khuẩn là vi sinh vật nào, thì các bạn sẽ đánh là con Archaea này nha. Đó là vi sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất. Tiếp theo là phần nâng cao. Phần nâng cao nó sẽ khó hơn một chút. Con gà nó thi nhau gái. Câu 6 là sắp xếp kích thước nhỏ dần theo các đối tượng sau. Nhỏ dần nha các bạn. Nhỏ dần thì là lớn đến nhỏ, thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Các bạn có thấy tế bào động thực vật, tế bào vi khuẩn, tế bào nấm men. Nấm men thì lớn hơn vi khuẩn rồi, câu này sai. Đây, một cái câu đáp án đúng đây. Tế bào động thực vật sẽ đến tế bào nấm men, đến tế bào vi khuẩn, các bào quăng của vi khuẩn, virus và các đại phân tử sinh học. Tại sao các mình biết là nấm men lớn hơn vi khuẩn? Thì kích thước của tế bào nấm men lớn hơn từ 5. Kích thước của tế bào nấm men sẽ lớn hơn từ 5 đến 10 lần kích thước của tế bào vi khuẩn. Mà các bào quăng của vi khuẩn thì nó sẽ chắc chắn nhỏ hơn vi khuẩn rồi. Và virus, virus nó còn nhỏ hơn các bào quăng của vi khuẩn nha. Và cuối cùng là các đại phân tử sinh học như là protein nè, carbohydrate, lipid, đó là các đại phân tử sinh học là nhỏ nhất. Các bạn nhớ, tế bào động thực vật sẽ lớn hơn nấm men, sẽ lớn hơn vi khuẩn, các tế bào của vi khuẩn đến virus và các đại phân tử sinh học nha. Chọn câu B, cái file này đã có đáp án sẵn à, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu hơn thôi. Câu 7. Vi sinh vật có khả năng hấp thụ nhiều các chất dinh dưỡng là do diện tích bề mặt tiếp xúc với cơ chất của vi sinh vật lớn. Bạn nào sau này học vi sinh vật của thầy Đông thì thầy sẽ hỏi câu này nha. Diện tích bề mặt tiếp xúc với cơ chất của vi sinh vật lớn thì nó có khả năng hấp thụ nhiều, nó càng nhỏ. Các bạn học hóa lý hóa keo rồi đó, cái gì mà càng nhỏ thì cái diện tích bề mặt tiếp xúc của nó nhiều, cho nên là nó sẽ hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn ha. Thí dụ đi, mình bạn nào chưa biết thì mình có thí dụ cho các bạn. Ở đây mình có một cái cục đá bự nè, mình không mấy là mình sẽ chẻ nó ra, mình nó chẻ nó ra thành bốn cục nhỏ. Bốn cục nhỏ như thế này, bốn cục nhỏ màu xanh. Thì các bạn có thể thấy được cái diện tích bề mặt của màu xanh nó sẽ lớn hơn diện tích bề mặt của màu đỏ ha. Cho nên cái tế bào vi khuẩn nó càng nhỏ thì là nó hấp thu được nhiều chất hơn do diện tích bề mặt tiếp xúc của nó. Tiếp theo là câu 8, nhóm vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ trở lại vùng tuần hoàn. Phân hủy các chất hữu cơ thì chỉ có vi sinh vật thôi. Một cái nữa là tại vì mình đang học về vi sinh á, cái câu nào mà không có liên quan tới vi sinh mình khỏi chọn cũng được. Tiếp theo câu 9, như hồi nãy mình đã nói, nấm men có kích thước như thế nào? Thì kích thước của nấm men sẽ lớn hơn 5 đến 10 lần kích thước của vi khuẩn. Câu này câu nào có dấu sao đã từng cho thi nha. Đã từng thi, mình đã từng thi.
Chọn đáp án sai. Đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học thực phẩm là. Đầu tiên là chúng ta sẽ nghiên cứu các vi sinh vật học thực phẩm. Các bạn chủ yếu là chữ thực phẩm. Nó sẽ nghiên cứu vi sinh vật ứng dụng trong công nghệ lên men. Công nghệ lên men sau này mình sẽ học là lên men rượu nè, lên men giấm, lên men sữa chua, lên men axit lactic, lên men axit acetic, lên men nước tương, nước mắm, chao, vân vân. Các vi sinh vật làm hư hỏng thực phẩm. Vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm. Cái đây có chữ từ khóa của mình là thực phẩm. Nếu dưới đây không có chữ thực phẩm thì mình sẽ chọn nha. Vi sinh vật chuyển hóa các chất trong chu trình vật chất, nó không liên quan gì đến vi sinh vật học thực phẩm hết. Tiếp theo vô nội dung chính hôm nay của mình nè. Tại vì đây là sách cũ cho nên nó ghi là chương 2, nhưng mà sách mới của các bạn bây giờ thì sẽ là chương 1 nha. Chương 1, hình thái, phân loại, cấu tạo, sinh sản ở vi sinh vật. Đầu tiên chúng ta sẽ có phần cơ bản. Câu có đánh dấu X này là đã từng cho thi và kiểm tra. Các bạn chú ý kỹ. Câu 11. Vi khuẩn thường có dạng nào sau đây? Vi khuẩn thì chúng ta sẽ có dạng hình que, hình cầu, hình phẩy. Hình phẩy đối với các vi khuẩn tả thuộc chi viral. Và hình xoắn, nó sẽ xoắn như thế này. Còn phẩy, nó phẩy cái gì thôi. Còn hình cầu thì là hình tròn. Còn hình que thì nó là cái dạng dài dài như thế này. Nó không có hình sao nha các bạn. Không có vi khuẩn là hình sao á. Con gì hình kỳ vậy. Hình oval cũng có. Các bạn nhớ là hình que, hình cầu, dấu phẩy và hình xoắn. Câu 12, đáp án nào không phải là chức năng của màng tế bào? Các bạn nhớ là không phải. Thì màng tế bào nó có các chức năng, mình sẽ đọc từ từ. Có tính thấm chọn lọc, đúng nè. Duy trì áp suất thẩm thấu, đúng luôn. Các bạn xem thêm trong giáo trình nha. Hoặc là hồi lớp 11, 12 mình cũng đã học rồi đó. Là nó tiến hành quá trình phosphorin hóa, oxy hóa và cung cấp năng lượng cho hoạt động của tiên mao, đúng. Là nơi tổng hợp các thành phần của tế bào và enzyme, đúng. Nhưng mà nơi tổng hợp các chất kháng sinh là sai. Thành, các bạn nhớ là màng tế bào không có tổng hợp được chất kháng sinh. Chỉ có 3 đáp án trên là đúng thôi. Cho các bạn coi lại. Tính thấm chọn lọc, duy trì áp suất thẩm thấu, tiến hành quá trình phosphorin hóa và cung cấp năng lượng cho tiên mao, tổng hợp các thành phần của tế bào và enzyme là đúng nha. Tiếp theo là câu 13. Các bào quang thường gặp trong tế bào vi khuẩn. Trong tế bào vi khuẩn, các bạn nhớ chú ý là từ khóa là vi khuẩn. Trong vi khuẩn không có ti thể, không có không bào. Không bào chỉ xuất hiện ở tế bào thực vật và không có lập thể là lục lạp. Cho nên chúng ta sẽ loại trừ ra, chúng ta sẽ còn ribosome, túi dự trữ và vùng nhân. Các bạn nhớ vi khuẩn nó chỉ là nhân sơ. Nhân sơ thì chỉ là vùng nhân thôi nha, chứ chưa có nhân hoàn chỉnh. Ribosome thì thằng nào cũng có. Tiếp theo câu 14, vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng hình thức nào? Vi khuẩn sẽ sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi tế bào. Vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi tế bào nha các bạn. Đầu tiên là từ một tế bào ở đây, nó sẽ hình thành một cái màng ở đây. Và nó sẽ sinh ra được hai tế bào mới. Đây gọi là phân đôi. Phân đôi thì hai tế bào này sẽ giống nhau luôn nha. Câu 15, một câu có đánh dấu sao đây. Nấm men có hình thức sinh sản chủ yếu là như thế nào? Thì nấm men nó sẽ có các hình thức sinh sản chủ yếu như sau. Là nảy chồi, phân đôi và tạo bào tử. Nấm men, đặc biệt là Saccharomyces cerevisiae, thì là nó sẽ là hình thế hình thức nảy chồi. Một số là Saccharomyces cerevisiae thì là phân đôi tế bào. Con là Saccharomyces chứ. Saccharomyces là phân đôi tế bào. Còn tạo bào tử là đối với một số nấm men. Thì đây các bạn có một câu màu đỏ mình nót ra cho dễ. Đó là nấm men sẽ sinh sản theo mình nảy chồi, phân đôi, tế bào và tạo bào tử. Có 3 hình thức sinh sản của nấm men. Nhưng mà chủ yếu là nảy chồi nha. Tiếp theo là câu 16. Vi sinh vật thuộc nhóm Prokaryote. Prokaryote có nghĩa là gì? Đó là nhân sơ.
Nhân sơ thì mình sẽ có một số vi khuẩn nhân sơ. Vi nhân sơ chỉ có vi khuẩn và xạ khuẩn thôi nha các bạn. Chọn câu B. Ở đây là virus là mình không có tính vô, tại vì cái nhân nó kỳ lắm. Còn nấm men, nấm men đã là tế bào nhân thực, đã có màng nhân rồi, các bạn bỏ nấm men, nấm mốc và vi tảo đã có rồi. Nấm mốc, vi tảo các bạn loại đi, nó là nhân thực. Nấm men, nấm mốc, nấm men, nấm mốc là nhân thực, nó đã có nhân hoàn chỉnh rồi. Tiếp theo là câu 17. Vật chất di truyền của tế bào vi khuẩn là gì? Là DNA mạch vòng xoắn kép. Các bạn nhớ vi khuẩn DNA mạch vòng xoắn kép. 18. Lông roi mọc ở một cực, một cực thôi nha, của vi khuẩn được gọi là gì? Là gọi là tuyên mao. Nó sẽ mọc ở một cực. Con vi khuẩn nó sẽ có các lông roi dài như thế này, thì thế này sẽ gọi là tuyên mao. Một cực đó nha, là tuyên mao. Còn khuẩn mao, vô mao, vô mao là không có lông roi gì hết. Chu mao là hai bên. Còn chu mao là hai bên hay là nhiều bên nha, các bạn sẽ xem thêm trong giáo trình nha. Tiếp theo là câu 19. Chức năng của lông roi ở vi khuẩn. Lông roi như thế nào? Cái lông roi là cái này nè, để cho nó bơi trong môi trường nước thôi nha, bơi thôi. À, đây là một câu có dấu ít là đã có thi. Cầu khuẩn được phân thành mấy loại? Cầu khuẩn được phân sáu loại. Sáu loại cầu khuẩn, đó là đơn cầu khuẩn, song cầu khuẩn, nhờ cái gì nó nhiều lắm, các bạn sẽ xem thêm trong giáo trình nha. Có sáu loại cầu khuẩn, các bạn nhớ vậy được rồi, sáu loại cầu khuẩn. Tại vì bây giờ mình mở giáo trình ra thì rất là mất thời gian, cho nên các bạn tự xem thêm nha. Câu 21. Trong các loại liên cầu khuẩn, heo tai xanh. Heo tai xanh, các loại liên cầu khuẩn. Liên cầu khuẩn là Streptococcus. Streptococcus. Tiếp theo là con này, các bạn nhớ là cái con mà Staphylococcus coccus là sẽ gây ra bệnh heo tai xanh. Còn Staphylococcus lactis sẽ làm được dùng để lên men sữa chua nha. Tiếp theo là câu 22. Trực khuẩn nào sinh tổng hợp axit glutamic để sản xuất bột ngọt? Là các bạn sẽ nhìn vô, các bạn sẽ thấy glutaximum nè, là mình sẽ chọn con này. Con trực khuẩn này sẽ sinh tổng hợp axit glutamic để sản xuất bột ngọt. Còn cái con Acetobacter cinnamon này là vi khuẩn lên men lactic để sản xuất ra thạch dừa nha. Các bạn ăn thạch dừa thiệt ra là ăn cái màng nhầy của cái con vi khuẩn này nè. Tiếp theo câu 23. Loại nấm men nào được ứng dụng để lên men rượu, bia, bánh mì? Đó là con Saccharomyces cerevisiae. Các bạn nhớ cerevisiae nha. Sẵn đây hướng dẫn cho các bạn viết tên vi sinh vật luôn. Tên chi sẽ viết hoa và tên loài sẽ viết thường. Và tất cả các tên vi sinh vật sẽ được viết in nghiêng. Các bạn nhớ lưu ý này. Tên chi viết hoa, tên loài viết thường. Và tất cả tên đều in nghiêng. Để lên men rượu bia bánh mì là cerevisiae. Tiếp theo là câu 24. Vẫn là có dấu sao nha. Nhóm vi sinh vật thường nhiễm vào trong thực phẩm gây bệnh. Bạn nhớ từ khóa gây bệnh và gây hư hỏng thực phẩm thì bao gồm các con này: vi khuẩn, virus, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc và xạ khuẩn. Tảo thì nó không có thường. Cái con này là cái con lạ quá. Vi tảo là không có gây bệnh nha. Chỉ có con câu C thôi. Câu này quan trọng nè. Như mà vắt tế bào vi khuẩn chủ yếu được tạo từ peptidoglucan hay là peptidoglycan gì cũng được ha. Cái câu này hồi video sinh học đại cương mình đã kêu các bạn lưu ý để là bị hỏi lại. Các bạn nhớ tế bào vi khuẩn được tạo từ peptidoglycan. Tiếp theo là câu 26. Sự khác biệt cơ bản giữa gram âm và gram dương là như thế nào? Thì nó sẽ khác nhau ở màng ngoài và vách peptidoglycan, peptidoglucan. Sẵn đây mình sẽ chia sẻ có một số lưu ý cho các bạn ha.
Ram âm thì nhuộm sẽ bắt màu đỏ, và ram dương nhuộm màu ram sẽ bắt màu tím. Họ khác nhau về cái màng nè. Ở ram dương á, chỉ có vách tế bào và màng tế bào chất thôi, nó có hai loại thôi. Còn mà ở ram âm thì nó sẽ có thêm một cái lớp màng ngoài. Lớp màng ngoài này sẽ là lớp khác biệt nè. Và ngoài ra nó cũng có vách tế bào và màng tế bào chất. Ở ram dương á thì peptidoglycan nó sẽ dày hơn, nó dày một chống luôn. Còn ở ram âm peptidoglycan nó một ít nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì tới đây là các bạn đã phân biệt được ha. Thì có gì các bạn sẽ đọc thêm trong giáo trình. Do video có hạn cho nên mình không thể giải thích kỹ được. Câu 27, màng tế bào vi sinh vật được cấu tạo chủ yếu bởi phospholipid và protein xen màng ha. Lớp đôi, lớp kép phospholipid và protein xen màng. Câu 28, tế bào chất là một khối keo nằm trong màng nguyên sinh chất có thành phần cấu tạo chủ yếu là nước và protein. Tế bào chất thì có thành phần cấu tạo là nước và protein. Thì trong giáo trình cũng có hết luôn nha. Câu 29, tế bào nấm men và tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào ở màng nhân và ti thể? Ngoài ra còn có lạp thể nữa. Màng nhân ở vi khuẩn là tế bào nhân xơ, cho nên nó chưa có màng nhân, và nấm men thì có màng nhân. Còn ti thể và lạp thể cũng vậy, nấm men có còn vi khuẩn không. Tiếp theo câu 30, bao nhầy của vi khuẩn thường có thành phần cấu tạo là gì? Là polysaccharide. Các bạn nhớ bao nhầy là polysaccharide, còn màng tế bào hay là thành tế bào thì là peptidoglycan. Các bạn nhớ lưu ý để không bị nhầm lẫn nha. Lưu ý là peptidoglycan nó là thành tế bào, còn bao nhầy là polysaccharide. Đây là hai cái khác nhau. Câu 31, vai trò sinh học của bao nhầy là gì? Thì tất cả các đáp án này luôn nha. Bảo vệ vi khuẩn trong điều kiện bất lợi nè. Là nơi dự trữ các sản phẩm trao đổi chất, cung cấp chất dinh dưỡng khi thiếu thức ăn. Hiện nay sẽ dự trữ ở ngoài cái bao nhầy, nhưng mà khi thiếu thức ăn thì cái dinh dưỡng nó sẽ chuyển vào tế bào vi khuẩn nha, giúp vi khuẩn bám vào giá thể. Nãy giờ bạn chắc các bạn không biết bao nhầy là cái gì ha. Bao nhầy là cái phần như thế này. Ở đây là cái tế bào vi khuẩn bình thường, thì nó sẽ cái xung quanh như thế này, sẽ có một cái lớp màng nhầy làm từ polysaccharide, người ta gọi là bao nhầy. Mình ăn thạch dừa là mình ăn cái phần này của con Acetobacter pseudomonas nè. Câu 32 có thay dần nha. Nấm men là dạng cơ thể đơn bào và thường đứng riêng lẻ thôi. Đơn bào đứng riêng lẻ, các bạn nhớ khắc cái này nha. Câu 33, phát biểu nào sau đây là đúng? Thành tế bào vi khuẩn gram dương gồm, như nãy mình đã nói ở phía trên, chỉ gồm màng tế bào và màng nguyên sinh chất. Còn cái màng ngoài, vách tế bào và màng nguyên sinh chất này là vi khuẩn gram âm. Gram âm nha các bạn, gram âm có 3 thành phần, còn gram dương là có 2 cái thôi. Tiếp theo là câu 34. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nhân tế bào prokaryote chưa có màng nhân. Proka là nhân sơ. Nhân sơ thì là đương nhiên là chưa có màng nhân rồi. Còn này, mấy cái này là có, còn này là chưa có. Câu 35, phát biểu nào sau đây là sai? Nhân tế bào eukaryote có một hoặc nhiều nhiễm sắc thể là đúng nha. Tại vì con người eukaryote là nhân thực. Nhân thực của con người của mình tới 27 nhiễm sắc thể lận. Còn con gì thì cũng có một nhiễm sắc thể thôi, có hạt nhân và có màng nhân luôn. Trên cả ba đáp án đều đúng. Câu 36, vi khuẩn gram dương như mình đã nói là bắt màu tím. Câu 37, có thay giờ tế bào nấm men sinh sản chủ yếu bằng phương thức nào? Là nảy chồi thôi. Cái ba phương thức này không phải của nấm men. Nấm men cũng có, nhưng mà ít, rất là ít. Ít tạo bào tử thôi. Câu 38, xạ khuẩn được ứng dụng nhiều trong kháng sinh. Đúng rồi, xạ khuẩn là sẽ được sử dụng nhiều trong kháng sinh. Các bạn nhớ chức năng của xạ khuẩn là làm kháng sinh. Nó chỉ có một chức năng gì thôi. Câu 39, thành tế bào nấm men được cấu tạo bởi peptidoglycan.
là sai. Các bạn nhớ nha, câu này là sai. Vậy thành tế bào nấm men sẽ được cấu tạo bằng ba cái chất sau đây: chitin, glucan và malate. Nấm men sẽ được tạo, còn này là vi khuẩn là mới tạo từ peptidoglycan, còn nấm men sẽ được cấu tạo từ chitin, glucan và malate. Nó hay gài các bạn chữ sai lắm nha, coi chừng đó nha. Câu 40 sắp xong rồi. Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo bởi peptidoglycan. Dễ ha. Tiếp theo phần nâng cao. Những giống vi khuẩn nào sau đây là trực khuẩn? Các bạn nhớ trực khuẩn thì có đuôi ileum, đuôi monas và đuôi pterium. Các bạn coccus là cái đuôi của cẩu khuẩn, là mình sẽ loại bỏ liền. Cái đuôi có đây có đuôi coccus là cẩu khuẩn, mình loại bỏ luôn nha. Pseudo này là cái con, để mình xem lại. Cái con Shachika này có nghĩa là bác cẩu khuẩn. Shachita có nghĩa là bác cẩu khuẩn. Cái này gọi là gói hàng nên là bác cẩu khuẩn, nó cũng là cẩu khuẩn luôn nha. Thì cuối cùng là mình chỉ còn đáp án là Clostridium, Bartonomas và Coryzebacterium. Thì các bạn chỉ cần nhớ đuôi ileum, đuôi monad và đuôi pterium. Ngoài ra còn có một số cầu khuẩn khác, như một số trực khuẩn khác như là Bacillus, Bacterium, Clostridium, Coccinebacterium, Bosonat ha. Câu 42, vi khuẩn Clostridium làm phòng đồ hộp và gây ngộ độc thực phẩm do sinh độc tố gì? Các bạn nhớ botuli. Botuli là cái hộp, đồ hộp á, vậy nó sẽ sinh ra botulinum. Còn độc tố aflatoxin này là độc tố của nấm mốc. Nấm mốc cái môn vệ sinh ăn độc thực phẩm mình đã nói rồi ha. Còn botulin là độc tố của nấm mốc ở trong lương thực luôn. Ochratoxin cũng là độc tố của nấm mốc. Chỉ có botulin là độc tố của botulinum, Clostridium botulinum. Thế là câu 43, vi khuẩn tả Virochura thường có mặt trong thực phẩm chế biến kém vệ sinh do sinh độc tố. Các bạn thấy cái ở trên là cái độc tố gì là cái tên nó là độc tố đó luôn nha. Cho le ra luôn. Câu 44, những chất được tách chiết từ tảo được ứng dụng trong nghệ thể thực phẩm là agar, arginine và carotenoid. Agar là hành bột rau câu của mình, arginine là một chất phụ da, còn carotenoid cũng là một chất tạo phụ da luôn. Nó sẽ làm cho thực phẩm mình đông đặc là như rau câu vậy đó. Câu 45, chọn phát biểu sai. Virus thì không có cấu tạo tế bào, đúng. Virus ký sinh nội bào bắt buộc, đúng. Virus thì không có phương thức vận chuyển nha, nó chỉ có thể dịch chuyển được là do môi trường khuếch tán thôi, chứ nó không có cái bộ phận nào để vận chuyển. Nhưng chúng ta có câu C, virus tăng trưởng được là nhờ có hệ thống trao đổi chất sơ khai là hoàn toàn sai, tại vì nó là ký sinh nội bào vô cái vi khuẩn của mình, cho nên nó chỉ là đứng nó hút thôi. Tiếp theo là đến những câu cuối cùng ha. Câu 46, ý kiến nào sau đây là sai ha? Đầu tiên mình là tất cả các sống nấm men có thể sinh sản hữu tính là sai. Tại vì có một số giống chỉ có thể phân đôi hoặc nảy chồi thôi, còn sinh sản hữu tính đối với nấm men là rất là ít. Hầu hết nấm men sinh sản bằng cách nảy chồi là đúng. Ở nhiều giống nấm men sinh sản bằng cách phân đôi tế bào, đúng luôn. Ở một số giống nấm men sinh sản bằng cách tạo bào tử, đúng luôn. Thì nấm men không có sinh sản hữu tính nha các bạn. Có thì là một một hai loài thôi chứ rất là ít. Câu 47, vi khuẩn tạo với nhau hình chùm nho. Hình chùm nho là dài là loại gì? Staphylococcus aureus. Đó là đây là hơn đây còn gọi là tụ cầu vàng ha. Staphylococcus là tụ cầu khuẩn, nó hãy tạo thành hình chùm nho gây bệnh cho người và gia súc, hay còn gọi nó là tụ cầu vàng.
Câu 48. Vi khuẩn ứng dụng làm men tiêu hóa người là gì? Bacillus stotilis. Bacillus stotilis là men tiêu hóa nha. Escherichia là không có. Mấy con dưới đây không có luôn. Cái SBB này là cái SBB là cái mình chỉ cho các bạn là cái loài, nó không có chỉ rõ loài nào, nó chỉ nói là cái chi Shigella thôi. Chọn đáp án sai. Bào tử vi khuẩn là hình thức chống chịu, đúng. Bào tử vi khuẩn có vách dày, đúng. Bào tử vi khuẩn là hình thức sinh sản là sai. Bào tử vi khuẩn là chống chịu thôi. Bào tử chống chịu. Bào tử vi khuẩn chịu được nhiệt độ cao, đúng. Ở đây là có một cái tế bào của mình ha. Rồi sau đó mình sẽ có một cái bào tử. Bào tử là một cái nó sẽ tạo ra một cái bào tử ở xung quanh như thế này để cho có nhiệt độ cao vô đây. Vô đây thì nó không có ảnh hưởng tới cái tế bào của mình. Tế bào vi khuẩn, các bạn nhớ tế bào vi khuẩn, bào tử vi khuẩn là chỉ là chống chịu thôi. Còn mà bào tử nấm men á, bào tử nấm men nó có thể chống chịu điều kiện bất lợi nè. Khuẩn là một cái khuẩn ti dinh dưỡng và có thể chịu nhiệt là sai hết luôn. Đây đáp án sai nha. Bào tử ở nấm men là dùng để sinh sản. Bào tử ở nấm men và nấm mốc là dùng để sinh sản, còn bào tử ở vi khuẩn là dùng để chống chịu. Ở đây là hết phần 2, phần chương 2, hình thái cấu tạo sinh trưởng của vi sinh vật. Đây là phần vi sinh vật học thực phẩm, trắc nghiệm chương 1, hình thái cấu tạo và phân loại. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thấy video hay, các bạn có thể cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng có thể xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.